Điện 100V nha các bác. Máy rất là đẹp và độ chi tiết cao. Rồi sau đây em sẽ kém điện để các bác cùng xem cái độ đẹp. Vâng, xin chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Đây là con bao rất là hot của hãng Onkyo. Thì hôm bữa hàng về em báo là nhầm giá là con 509, con này còn 508 nha. 508 N508. Nên em lên video và để các bác cùng xem chi tiết máy. Bữa chưa qua chi tiết máy để các bác cùng xem. Rất mới, rất xuất sắc luôn nha. Hàng mạng về được một con nha các bác. Em này thì khủng 500W và chạy cấu hình là 8 tuần lục nguồn. Tí nữa em mở các bác cùng xem nội thất bên trong nha. Máy rất mới. Đây các bác cùng xem này. Độ chi tiết máy hoàn thiện, còn lại rất là đẹp luôn nha. Đây, phía trước với kính là 2 đồng hồ vô. Con này em đang giao các bác là 18.500.000 nha các bác. Hàng tuyển đẹp nha, xuất sắc luôn. Hai vô lông phía trước có chế độ hai cầu loa ABA cộng B này. Em đồng rất mới, Egera M508. Với công suất này các bác chơi những dòng bass 40 thoải mái, hoặc là chơi hai cặp 30. Đây các bác thấy ốp gỗ này, nó mới nha, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Đây tổng quan phía trên, trên của máy. Trên này không một vết xước luôn nha các bác, nói chung là ken luôn nha. Phía sau thì máy trang bị là trạm loa, các bác có thể sử dụng được bắp chuối hoặc là mỏ chim. Agena Onkyo M508 mạch in da băng 500W. Sau đây là 1359. Hai cầu tín hiệu vào. Điện 100V nha các bác. Máy rất là đẹp và độ chi tiết cao. Rồi sau đây em sẽ kém điện để các bác cùng xem cái độ đẹp của em nó. Thì nó cấu hình nha các bác, cấu hình nó này. Gồm là 8 tuần lục nguồn, tất cả nguyên zin, chạy hai tăng phô các bác, chạy hai tăng phô. Máy rất xuất sắc luôn nha, rồi quá ken luôn. Ở thời điểm này mà khó tìm con 508 nào mà đẹp như thế này nha. Các bác nhìn cái trạm loa này, như mới luôn nha. Có thể sử dụng được bắp chuối nha, nhưng rác màu vàng, chưa có dấu hiệu cắm này. Đó là hàng chất bãi quá, chắc nước ngoài về. Em mới ken. Nó chạy hai tăng phô cho nuôi cho hai bên nên rất là khỏe nha. Mỗi vế là 4 tuần lục nguồn. Chạy 12 sò công suất nha. 12 sò công suất. Và em sẽ cắm điện để các bác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp khi em nó lên đèn. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Giá là 18.500.000, đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ thì là 18.300.000. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, 1.5 triệu, 2 triệu gì đó thì em sẽ ship hàng tận nơi tất cả các bác nha. Sau đây em cắm điện để các bác cùng xem em nó. Các bác có thể ghép với những cặp loa vừa có thể nghe vừa hát, các bác có thể ghép với hai cặp Boss này, hai cặp Onkyo mà dòng mà có thể vừa nghe vừa hát, vừa nghe nhạc vừa có thể hát karaoke. Con này thì ghép vang hát vô tư rồi các bác. Đấy. Đèn zin của nó A tới Z, nói chung con này từ A tới Z luôn nha, đèn zin của nó hết luôn nha. Có thay độ sáng nó đẹp không? Khi nhảy RG thì nó sẽ xanh cái màn hình và cái này nó sẽ xanh luôn. Con này là em bao riêng từ A tới Z, từ bóng đèn vân luôn nha các bác. Có thấy đẹp không? Tắt điện, bật lên là nó sẽ màu đỏ. Những con này các bác có thể đánh được, chơi những cặp loa tăng noi đời cao luôn nha. Các bác chỉ cần kiếm một con rè đèn, ghép vào con này nó là hết bài luôn nha. Em này cho ra âm thanh rất là khỏe. Thì nó là chuyên của bao rồi, của Onkyo, một thương hiệu rất là nổi tiếng ở Nhật, với những sản phẩm thiết bị audio và loa vân vân. Con này đánh những cặp Onkyo 2000 rồi các bác, bắt 40 rồi đó, con rất là phê, những cặp bắt 40, 32, 35 rồi đấy. Rất mới nha, không tì vết luôn nha các bác, không tì vết, hàng sưu tập. Hai volume này, đây các bác cân chỉnh to nhỏ nếu các bác nghi trực tiếp, còn nghi qua rè thì mình để volume maximum luôn nha. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào lấy con Onkyo M508 này thì alo cho em nha.